Đây là lý do cùng tuổi, nhưng trong Lý Hải trẻ trung hơn hẳn Hoài Linh. Có cô vợ chăm sóc thế này thì hỏi sao Lý Hải không trẻ trung phong độ như thanh niên. Nếu không biết trước, chắc hẳn chẳng ai nghĩ rằng Lý Hải và Hoài Linh là hai sao Việt bằng tuổi nhau. Cả hai sinh năm 1969, năm nay đã sắp xỉ 50 nhưng lại sở hữu ngoại hình hoàn toàn trái ngược. Trong khi Hoài Linh gầy gò, hom hem và già trước tuổi thì Lý Hải lại còn rất phong độ, lực lưỡng và trẻ trung. Tuy bằng tuổi, Lý Hải và Hoài Linh lại trông như chú cháu. Nếu không nói trước thì không ai đoán ra được cả hai là bạn đồng niên. Lý Hải trẻ trung phong độ thế này cũng có nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên khó mà trách được vì sao hai người bằng tuổi lại trông khác biệt như thế. Trong khi Hoài Linh chạy xô liên miên, mặc kệ ốm đau, sức khỏe yếu, thì Lý Hải lại có những thói quen lối sống khoa học hơn. Nam ca sĩ thường xuyên tập thể thao, duy trì vóc dáng khỏe mạnh, ăn ngủ đúng giấc và đặc biệt hơn là có sự chăm sóc tận tình từ bà xã xinh đẹp trẻ trung. Minh Hà không chỉ lo cho nhan sắc của mình mà cũng rất quan tâm đến vẻ bề ngoài của ông xã yêu. Vì chênh lệch nhau khá nhiều tuổi nên cô nàng dường như luôn muốn thu hẹp khoảng cách tuổi tác giữa hai vợ chồng. Mới đây, Minh Hà còn khoe bức ảnh hai vợ chồng đi spa chăm sóc da mặt với dòng chú thích đáng yêu. Chăm sóc da thôi, bye bye mụn và nếp nhăn nhé. Đúng là có vợ trẻ, Lý Hải cũng được hưởng lợi ích nhiều. Chẳng trách vì sao đã là U50, nam ca sĩ lúc nào cũng như thanh niên, nhìn sang ông bạn già Hoài Linh bên cạnh đúng là một trời một vực. Có bà xã trẻ trung xinh đẹp, Lý Hải cũng thế mà được hưởng lộc, thường xuyên được vợ đưa đi spa, chăm sóc da mặt, kéo dài tuổi xuân. Nếu không có Minh Hà, Lý Hải chắc cũng chẳng biết mặt mũi spa là cái gì. Bên cạnh đó, Lý Hải còn chăm tập luyện nên cơ bắp cũng không phải dạng vừa, khác xa với ông lão hom hem bên cạnh. Có vợ trẻ, Lý Hải được nhờ anh trẻ lên không ít sau khi lấy bà xã của mình. Trường Giang trả lương cho nhân viên quán cơm bao nhiêu khi từng xỏ xiên Trấn Thành trả lương thấp? Mới đây, nhân viên làm việc ở quán Trường Giang đã tiết lộ số tiền anh nhận được một tháng. Trường Giang khai trương quán cơm 10 khó và trở thành ông chủ. Quán cơm của danh hài gây xôn xao khi có thông tin phản ánh từ khách hàng rằng dù là quán cơm quê nhưng mức giá ở đây khá mắc. Nhiều người tò mò không biết với mức giá như thế, cùng với việc anh từng xỏ xiên Trấn Thành trả lương thấp, thì Trường Giang sẽ trả cho nhân viên bao nhiêu. Theo thông tin được tiết lộ, mới đây một nhân viên của quán đã vô tình tiết lộ mức lương mình nhận được khi làm việc tại quán cơm 10 khó. Theo nam nhân viên này chia sẻ, thì anh chàng làm việc theo ca mỗi ngày 8 tiếng, từ 14 giờ đến 22 giờ và nhận được 3 triệu đồng một tháng. Vậy 3 triệu đồng chính là số tiền mà nam danh hài trả cho nhân viên chính thức của mình. Tuy mức lương không cao, nhưng có lẽ đây là mặt bằng chung đối với công việc bưng bê ở Sài Gòn. Quán cơm của danh hài Trường Giang mới khai trương nhưng đã vướng khá nhiều lùm xùm. Sau mất giá, quán còn bị chê về thái độ phục vụ thiếu chuyên nghiệp của nhân viên. Trước những thông tin bất lợi trên, đại diện quán cơm 10 khó ngay sau đó đã thể hiện sự cầu thị khi đưa ra phản hồi và xin lỗi khách hàng. Thời gian vừa qua, do các ngày khai trương nhà hàng bị quá tải nên mắc nhiều thiếu sót, nhà hàng có nhận nhiều phản hồi của khách về thái độ phục vụ của nhân viên chưa tốt. Nhà hàng thành thật xin lỗi và mong quý khách thông cảm, nhà hàng sẽ rút kinh nghiệm khắc phục để phục vụ quý khách tốt hơn. Quán cơm của Trường Giang phản hồi trước thông tin mâm cơm bình dân có giá trên trời, lý giải về mức giá cao của các món ăn. Quán lý giải đó là do tất cả nguyên liệu cơm, rau, cá, mắm, thịt đều được bảo quản vận chuyển từ Quảng Nam vào thành phố Hồ Chí Minh. Thực tế, con số 600.000 đồng cho một mâm cơm, gồm canh, rau, thịt luộc, cá kho như thông tin đăng tải trên mạng xã hội là không chính xác. Giá của mâm cơm đúng chỉ ở mức 365.000 đồng. Mặc cho bà xã bị chê già xấu, Hoàng Anh livestream vẫn tuyên bố thế này với vợ, khiến cho fan bất ngờ. Nam diễn viên Hoàng Anh lần đầu tiết lộ những loại quần áo và giày dép mà anh không muốn để bà xã diện. Mới đây, trên trang cá nhân của bà xã Quỳnh Như, nam diễn viên Hoàng Anh đã đăng tải một đoạn clip trực tiếp để chia sẻ với người hâm mộ về chuyến đi chơi trên một du thuyền hạng sang của hai vợ chồng. Được biết, sau khi Hoàng Anh sang Mỹ đoàn tụ với bà xã, cặp đôi đang tận hưởng kỳ nghỉ tại một trong những thành phố giàu có nhất xứ sở cờ hoa. Theo dõi clip của Hoàng Anh, nhiều khán giả bị đốn tim bởi những lời nói ngọt ngào đường mật của nam diễn viên dành cho bà xã cùng tuổi.
Theo như Hoàng Anh chia sẻ, điều khiến anh bị chinh phục khi gặp Quỳnh Như là vẻ ngoài giản dị và cách ăn mặc không cầu kỳ của bà xã. Anh rất thích em mặc những bộ đồ như vậy, không cần đi giày cao gót để mặc mộc cho anh nhé, Hoàng Anh dịu dàng nói với vợ. Nam diễn viên còn nhắn nhủ thêm, em mặc áo như này rất dễ thương, em có biết là anh yêu em vì em mặc những bộ quần áo như vậy không? Cấm em mặc những thứ khác. Theo nam diễn viên chia sẻ, anh muốn vợ chọn những bộ đồ giản dị, không trang điểm cầu kỳ, cũng không cần đi giày cao gót. Hoàng Anh không muốn vợ chạy theo những xu hướng làm đẹp thời thượng, mà chỉ yêu con người đơn thuần nhất của vợ. Trước những lời có cánh của chồng, bà xã Việt Kiều không giấu được nụ cười hạnh phúc. Ngay khi chính thức công khai việc sắp kết hôn, nam diễn viên Hoàng Anh và vợ đã phải nhận không ít những lời bình phẩm, kiếm nhã từ dư luận. Hầu hết khán giả đều cho rằng Quỳnh Như sở hữu vẻ ngoài già nua kém sắc so với người chồng điển trai. Vượt lên những điều tiếng dư luận, cặp đôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào. Sau nghi án cãi nhau và đem mặt đưa đám ở game show, nhìn hình ảnh mới nhất của Trường Giang và Nhã Phương mà choáng. Dù bị đồn cãi nhau, nhưng cả Trường Giang và Nhã Phương đều không hề lên tiếng xác nhận hay phủ nhận. Sau khi vui vẻ xuất hiện ở quán cơm Trường Giang, thì cách đây không lâu, một độc giả đã bất ngờ tiết lộ hình ảnh được cho là Nhã Phương đang đứng lủi thủi bắt xe về vì mới đôi co với Trường Giang. Trước nghi án này, Trường Giang hoàn toàn im lặng, trong khi Nhã Phương liên tục đăng status buồn bã trên trang cá nhân. Một độc giả tiết lộ Nhã Phương và Trường Giang đang giận nhau, sau đó Nhã Phương đăng status tâm trạng lên trang cá nhân. Nhiều người lo lắng nhưng vẫn động viên tinh thần cho nữ diễn viên tuổi thanh xuân. Một chuyện không mấy vui vẻ nữa lại là tiếp tục xảy ra với Trường Giang khi tập Mặt nạ ngôi sao phát sóng ngay sau đó. Gương mặt anh buồn thiêu không cảm xúc, nhiều người ví là như đưa đám. Có nhiều ý kiến cho rằng Trường Giang không còn tôn trọng khán giả, làm việc thiếu chuyên nghiệp, khán giả bỏ tiền để xem giải trí vui vẻ chứ không phải gương mặt đưa đám của anh. Tuy nhiên sau hai sự cố này, trong show mới của Đàm Vĩnh Hưng, Trường Giang đã vui vẻ trở lại, lại còn làm trò trước ống kính. Còn Nhã Phương thì ngược lại, cô nàng vẫn còn đang rất buồn bã, gương mặt vô hồn và thất thần. Trường Giang vui vẻ trong show của Mr. Đàm. Anh vui vẻ tạo dáng bên các đồng nghiệp nữ, nhìn bề ngoài không hề thể hiện gì là đang buồn hay suy nghĩ gì đó. Còn Nhã Phương vẫn tiếp tục đau buồn, đăng ảnh lên trang cá nhân mà mặt buồn thiêu, vô hồn không cảm xúc. Trước đó cô vẫn đi đóng phim bình thường, chia sẻ hình ảnh cũng khá nhí nhố. Cô nàng còn đăng ảnh eo thon để quảng cáo bán hàng. Lê Phương hạnh phúc khi chứng kiến con trai gọi người yêu mới là Ba Kiên. Sau hôn nhân với Quách Ngọc Ngoan tan vỡ, Lê Phương đã tìm được tình yêu mới bên bạn trai kém 7 tuổi, nam ca sĩ Phạm Trung Kiên. Mối tình của cặp đôi trai 25, gái 32 luôn thu hút sự chú ý của dư luận. Cách đây ít giờ, Lê Phương chia sẻ niềm hạnh phúc khi chứng kiến con trai dành nhiều quan tâm yêu mến tới bạn trai mới của mẹ. Theo đó, nữ diễn viên sinh năm 1985 đăng tải đoạn hội thoại của quý tử với người tài xế chở hai mẹ con. Trong cuộc trò chuyện với người lạ, con trai Quách Ngọc Ngoan hóm hỉnh thừa nhận mình đẹp trai giống ba khi được nhận câu hỏi từ bác tài xế. Con đẹp trai quá, chắc ba con đẹp trai lắm phải không? Chưa hết, bé cà pháo còn khiến mẹ Lê Phương ngỡ ngàng với câu trả lời lễ phép "Dạ ba con là Ba Kiên" khi nhận được câu hỏi từ bác lái xe ba con tên gì. Đoạn hội thoại của con trai Lê Phương đã nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Cảm động yêu thương, tình cảm dễ thương là lời nhận xét dành cho nhóc tì cà pháo. Đáp lại tình cảm của những người yêu mến, người cũ nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan chia sẻ hạnh phúc. Dạ, cảm nhận của con trẻ làm sao mình ép buộc được. Cà pháo vẫn luôn gọi Kiên là bạn, nhưng không hiểu sao hôm nay lại nói như vậy. Khi bác tài hỏi tiếp nhà con có ai hát hay không, con trả lời dạ ba Kiên và mẹ Phương. Tuy nhiên, cùng với những chia sẻ đồng cảm, nữ diễn viên họ Lê vẫn phải đối mặt với một ý kiến nhắc nhở. Có thể em đúng trong tình yêu, nhưng em đã sai khi thỏa mãn với những lời này. Vì sự thật không bao giờ thay đổi được, nhất là nguồn gốc, lời góp ý chân thành dành cho em. Trước lời góp ý, một bà mẹ bỉm sữa đã lên tiếng thanh minh giúp Lê Phương. Cô ấy chỉ là cảm thấy hạnh phúc khi con trai cảm nhận được tình cảm chân thành và dành cho Trung Kiên một tiếng ba tự nhiên nhất của đứa trẻ. Hạnh phúc thì Phương vui mừng chia sẻ để những yêu mến yên lòng. Thế thôi, cà pháo là đứa trẻ thông minh, Lê Phương là người mẹ văn minh, nên con trai của Phương đương nhiên biết rõ nguồn cội cũng như ba ruột của mình là ai. Chúng ta tốt nhất đừng đưa ra những nhận xét mang tính phán xét tiêu cực như vậy.
Không để mọi người tranh luận lớn tiếng về câu chuyện của mình, nữ diễn viên sinh năm 1985 hồi đáp, Phương chưa bao giờ phủ nhận nguồn gốc. Sự thật là con trẻ sẽ yêu quý những ai gần gũi yêu thương, cho bé cảm giác an toàn. Chỉ sai là những lời góp ý phiến diện và áp đặt, nhìn nhận sự việc không khách quan và thấu đáo. Lời giải bày chân thành của Phương dành cho bạn, xin cảm ơn. Trước đó, bạn trai mới của Lê Phương, nam ca sĩ Trung Kiên từng lên tiếng về chuyện tình yêu của hai người trên sóng truyền hình. Một đám cưới không phải là ước mơ mà sẽ là chắc chắn. Ngay ở hiện tại, ước mơ của tôi là lúc nào cũng được nhìn thấy Phương cười, Trung Kiên khẳng định. Sau hôn nhân với Quách Ngọc Ngoan tan vỡ, Lê Phương đã tìm được tình yêu mới bên bạn trai kém 7 tuổi, nam ca sĩ Phạm Trung Kiên. Mối tình của cặp đôi trai 25 gái 32 luôn thu hút sự chú ý của dư luận. Ngoài vấn đề chênh lệch về tuổi tác, thì những nghi ngại xung quanh tình yêu của chàng trai Tân với cô gái đã qua một lần đổ vỡ hôn nhân cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt.